Ngày trước để anh em mình sử dụng một con Innova G để em có về để đi. Hồi xưa anh chị lúc mà mới ra thì nó tới 700-800, bây giờ thì nó có 210 triệu rồi. Nguyên con G xịn ABS túi khí nha, mâm lớp vỏ còn mới tinh, sơn si còn rất là đẹp anh chị nha, biển Bến Tre tỉnh nhà nữa đó. Xe được trang bị túi khí ABS nè, mâm lớp vỏ còn khá là dày anh chị ha, sơn si bóng bẩy nè đó, âm thanh máy lạnh ánh sáng đầy đủ, dàn ghế nội thất mới tinh, túp lô túp ly đẹp. Xe được trang bị có một túi khí và một cái hắn ABS nha, không có xe nào mà có hai cái ABS đâu, có một cái ABS một thôi. ABS là một là hai bánh hay là bốn bánh ha đó. Bơm dán sơn si rất là mới nè, đăng kiểm thì cũng còn được tháng mấy hai tháng. Thì để cho anh em mình xe này giá cũng cực kỳ rẻ mà hợp lý luôn. Để cho anh em mình xe này với tầm tiền là 210 triệu, bao dùng, bao xài, bao chạy, bao kén, bao quay đầu. Đó, hai dàn lạnh nha anh chị nha. Camera hành trình màn hình Android luôn. Thì ở Innova thì bên mình còn nhiều anh chị thấy không? 24 này, 26, 28, 27 cũng là khá là đông. Bản Di nữa, bản Di có 100 mấy chục triệu nữa. Đó, anh em cứ qua lựa, qua lấy thử chạy thử đi. Đó, anh em nào thấy được thì ủng hộ cho bé Thịnh nha. Cảm ơn chị em mình rất là nhiều và chúc anh chị em bà con buổi chiều vui vẻ. Anh em nào mua xe này thì liên hệ nhân viên em 0866 678971, 0834 33 3371. Em cảm ơn nhiều anh em ơi.